Để chuẩn bị cho trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á, U20 Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Isiklo tại thành phố Fergana của Uzbekistan chiều 28 tháng 2. Buổi tập hôm nay của toàn đội diễn ra dưới thời tiết ấm áp hơn đôi chút, có nắng và gió nhẹ, không bị quá lạnh như buổi tập trước đó một ngày. Mặt sân Isiklo có phần hơi cứng, nhưng cỏ đẹp và bề mặt phẳng do được ban tổ chức nước chủ nhà chăm sóc kỹ lưỡng. Không khí mọi thứ cũng khá là lạnh và lạnh hơn so với Việt Nam thì em nghĩ em cần phải làm quen và thích nghi, còn tinh thần toàn đội thì mọi người luôn luôn 100% để mà chuẩn bị cho trận đấu. Em thấy mặt cỏ sân vận động thì rất là tốt, là rất là đảm bảo để các cầu thủ có thể thể hiện hết tất cả khả năng của mình. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các cầu thủ lắp ghép và vận hành nhuần nhuyễn các chiến thuật đã đề ra. Sau hơn một tháng tập luyện cùng nhau, sự gắn kết giữa cầu thủ được thể hiện rõ rệt, đặc biệt sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Saudi Arabia trong chuyến tập huấn Tây Á cách đây 10 ngày. Tuy vậy, trước đối thủ Australia, Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn tỏ rõ sự thận trọng. Với đối thủ Australia thì tất nhiên là họ sẽ lợi thế mình về trước mắt là thể hình và cũng như là lối chơi của họ nên là sẽ thiên về tranh chấp sức mạnh nhiều hơn, thì em nghĩ là đấy là lợi thế. Còn Việt Nam thì cũng có điểm mạnh và là những nhanh nhẹn, thì em nghĩ là trận đấu ngày mai sẽ rất là đáng để chờ đợi. Toàn đội đã chuẩn bị trước trận đấu với Úc rất là tốt, có hai trận đấu giao hữu ở Ả Rập và ở UAE thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu, và em sẽ nghĩ làm sao mà cố gắng giải quyết từng trận đấu một và sẽ nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Trong quá trình làm việc của tôi thì tôi cũng từng thi đấu với Úc rất là nhiều ở các cấp độ, các đội tuyển U17, U19 và cũng theo dõi đội tuyển Úc ở U23. Thì U20 của Úc lần này cũng vậy. Đầu tiên thì tôi cũng phải nói rằng là chúng tôi rất tôn trọng đội U20 Úc. Đó, nhưng mà Úc cũng có những cái điểm mạnh, cũng có những cái điểm yếu, và chúng tôi cũng biết được trước điều đấy. Và ở cái cuộc họp báo này thì chúng tôi chỉ nói rằng là tôi hết sức tôn trọng đội U20 Úc. Các bạn thấy rồi thì tình trạng sức khỏe của tôi là thể hiện lên cái điều kiện hiện tại ở Africana. Ở Việt Nam thì đang nóng, và qua đây thì thời tiết thì rất là lạnh. Và tôi nghĩ rằng là ở Africana này khí hậu cũng rất là thích hợp cho những trận đấu thi đấu như thế này. Thời tiết mặc dù lạnh nhưng rất trong lành, và đặc biệt không khí ở đây rất là dễ chịu. U20 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U20 Australia vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp, trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.